Vâng, em chào tất cả mọi người. Và như tất cả mọi người đang xem thì đây là những hình ảnh mới nhất vào buổi sáng ngày 25 tháng 7. Đó, thì hiện tại thì đang có hai sư, sư Tịnh Quang với lại là sư Tịnh Độ thì cũng đang đi khất thực mọi người nhé. Đó, thì em cũng ra đây để cho mọi người xem những hình ảnh mới nhất vào buổi sáng ngày hôm nay. Đó, để cho mọi người thấy này. Đây là những cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Chắc là có lẽ cũng lâu lắm rồi mọi người không thấy những hình ảnh này đúng không? Này, các thầy đang đi khất thực. Con chào hai thầy nhá. Dạ. Dạ, và hôm nay hai thầy đi khất thực buổi sáng sớm ạ. Đó, cho mọi người thấy hai thầy đang đi khất thực buổi sáng sớm, những hình ảnh rất là đẹp. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi mọi người không được thấy những hình ảnh này. Đó, quá đẹp rồi mọi người nhá. Ngày ra đi trước là có sư Tịnh Quang và đi sau là có sư Tịnh Độ. Dạ, đó, để mọi người thấy hình ảnh rất là tuyệt vời vào buổi sáng ngày hôm nay. Đang đi khất thực nhà dân mọi người ạ. Đây chỉ có vài người dân thôi mọi người ạ, không có ai hết. À, rất là tuyệt vời, đây là tấm lòng của người dân. Đó, đây chị này chắc là chuẩn bị từ sớm rồi. Đây, đây hai cũng mới đi xuống cái khu vực mà nhà dân thôi, để cũng đã gần đầy rồi. Người dân cũng mong cúng dường cho thầy. Chắc là chị này cũng rất là thành tâm chuẩn bị từ sớm rồi. Con cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con cũng thọ những cái đồ cúng dường của cô, cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể tất cả mọi người có được thân tâm an lạc, sống trong những nơi Phật dạy và sống trong ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Chư thiên long phật pháp cũng như là tất cả các phật tử ở tại nơi đây gặp được các quý sư tại nơi cái khu này thì cũng có cái tâm từ bi cúng dường tam bảo cúng dường Phật pháp tăng. Xin chúc phúc cho tất cả mọi người. A Di Đà Phật, mọi điều được tốt đẹp. Chúc sư Tịnh Độ chứng đến nơi là sư Tịnh Độ, còn sư trước là sư Tịnh Quang. Bây giờ hai sư cũng đang đi khất thực mọi người nhé. Đây là những hình ảnh có thể mọi người là thấy gợi nhớ lại những tháng ngày mà thầy cùng các sư đi khất thực. Đó, thì hôm nay là các thầy đang khất thực. Chắc các thầy chắc cũng đi mấy nhà rồi ạ. Hôm nay các thầy là cũng đi hơi muộn nhỉ, hơn 6 giờ. Hơn 6 giờ các thầy hôm nay mới đi khất thực mọi người ạ. Nay chắc các thầy chắc đi mấy nhà đây thôi nhỉ? Dạ vâng. Đi tới nhà trước nữa là thôi. Dạ. Cái trước đây nữa là và mình
Dạ, dạ vâng. Đi hai ba nhà sau đó lại quay lại mọi người nhé. Đây là những hình ảnh cũng thể nói mọi người là rất là tuyệt vời. Từ những cái ngày mà ở ngoài ngoài Huế đến ngày hôm nay các thầy bắt đầu mới đi khất thực trở lại. Đó. Hôm nay là có sư Tịnh Quang với lại là sư Tịnh Độ. Và mọi người thấy rằng là khi mà về khu vực mà gần chỗ thầy Minh Tuệ thì mọi người thấy rằng là thầy thì không có đi ra ngoài được, chỉ có khất thực ở mấy cái nhà bên trong thôi. Đó, cũng để cho các sư cũng biết được thông tin đó. Thầy Minh Tuệ là vẫn đi khất thực, hai ba nhà thôi, sau đó quay lên. Đây mọi người thấy con đường ở đây thì cũng có hai ba người à, không có ai hết mọi người ạ. Có hai ba người, có khi mọi người cũng không biết là các thầy là ai. Đấy cũng là điều tuyệt vời, người dân đỡ tụ tập đông người. Có nhạc. Xem hai thầy đi khất thực ở ở nhà nào. Đó, hai thầy cũng đang. Đây, một cái điều rất là tuyệt vời. Rất là hình ảnh rất là tuyệt vời của hai mẹ đã cúng dường cho hai sư đã năm ngoái đã phật ạ. Hai thầy là đi khất thực ở đây mấy nhà dân rất là dễ thương đó. Hai thầy cũng đi chắc là đi ra ngoài này hai ba nhà. Hồi nãy cô kia còn bốn chai nước nhưng mà thấy hai thầy nhiều quá cầm hộ hai thầy luôn. Dạ. Còn phần của con ở trên kia còn chưa đưa kìa. Ý con đưa cho các thầy, mà thấy nhiều đông quá. Rồi, cho mọi người thấy. Cô này đi đợi từ sáng giờ luôn á. Đây. Ngày đầu cô cũng vô đỉnh lễ. À, ngày nào cũng vô. Ngày nào cũng vô mà cái chân tội nhất là cái chân của cô đi không được nha. Cái chân của cô đi không được mà cô đi cảnh nhắc tội. Rồi. Đây là vậy là hai sư thầy cũng đi vô trong này để giao duyên. Đó, đến nhà cô này mọi người. Để cho mọi người gợi nhớ là những cái tháng ngày mà tầm ngày Huế cơ. Hôm nay mới có những hình ảnh mà đi khất thực như thế này mọi người ạ. Trước đây là đi tận mấy chục người, nhưng mà hôm nay chỉ cần có hai người thôi là mọi người cũng cảm nhận được và nhớ những cái tháng ngày mà đi cùng với thầy Minh Tuệ đi khất thực mọi người. Dạ vâng, lúc trước nữa cô chú chị nhưng mà hôm nay mà khi mà được đi khất thực bộ hành như thế này, các thầy có cảm thấy nhớ lại những tháng ngày mà đi cùng với thầy Minh Tuệ không ạ? Vâng, rất là nhớ chưa. Dạ. Vâng, rất là hoan hỷ và rất là cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Khi được đi bên cạnh nhà sư phụ rồi. Dạ. Cũng như các thầy khác rồi đến bây giờ cũng vẫn hạnh phúc vậy. Dạ vâng. Dạ vâng. Tại vì được sống trong bình an rồi sống trong chánh niệm. Vâng. Thì nó rất là hoan hỷ. Dạ vâng, cảm ơn hai thầy đã chia sẻ. Nguyện là có chút điều tốt đẹp nào thì cũng xin hồi hướng về tất cả. Dạ. Mọi người đều được tốt đẹp. Đó, thì đây sư Tịnh Quang cũng có chia sẻ. Có lẽ là không biết là giờ Tịnh Độ có nhớ lại những cái kỷ niệm mà lúc ở ngoài Quảng Bình không thầy hả? Càng đoàn. Nhưng mà nhớ hiện tại bây giờ đi chung với sư Tịnh Quang thì cũng giống như đi chung với thầy hả? Nhưng mà đi sau do nhìn sư Tịnh Quang người nhỏ nhỏ. Nhìn cái lưng đó sư lấy là thầy đây rồi. Dạ. A Di Đà Phật. Ngày trước thì cứ nghĩ vậy thôi chứ đâu có nghĩ là mình sẽ đi tu được đến ngày hôm nay đâu. Dạ. Yeah. Yeah. Thật luôn đó chứ. Dạ. Yeah. Cứ nghĩ là mình sẽ được đi theo thầy thôi, giờ đứng lại được đi theo thầy rồi. Đó, đây hai thầy cũng rất là xuống đấy lại thầy.
Hai thầy đứng ở ngoài cổng đấy ạ. Đó, hai thầy cũng đang đi khất thực hai nhà dân. Sư Tịnh Độ cũng đang nói chuyện với cô chủ nhà ở đây, cũng hay lên đảnh lễ các sư. Sau khi mà đi khất thực ở đây chắc đi được có 1-2 nhà, may có những người dân ấy họ cũng đến đây để có thể là cúng dường được các sư. Chứ còn nếu mà đi nhà dân này cũng không có. Dạ, bữa nay nhiều quá, bữa nay có mấy người luôn. Dạ vâng. Dạ cô ơi, cô cảm nghĩ như thế nào mà khi hai thầy đã đến của mình cũng là... cô này có nước suối hay gì đó này để cúng dường đang, đấy. Đang chạy ra để lấy lên cho thầy, gửi hai chai lớn gửi lên trên cho thầy. Trên nhà cái cô đó ở đây nè thầy, ở gần đó hồi tối qua. Nói là ngày hôm qua đưa thầy nước mà thầy uống cũng hết rồi. Sáng đang xách xe chạy ra để đây là những tình cảm của người dân yêu mến các sư này, rất trân trọng các sư đây. Bóng đêm quen rồi. Mừng tôi theo thầy là từ lúc mà tăng đoàn rã từ ở ngoài đây con á, anh cúng dường cho sư à? Thầy đã hẹn là thầy nói ở trên mạng nói là các sư hả, 3 ngày nữa là thầy xuống Nha Trang. Thành ra là biết là đâu đi xuống cũng gặp thầy đó. Các anh đang dẹp cho bé là cúng dường lại thầy này là một em bé, một em bé cúng dường hai sư. Dạ, dạ sư cầm cho bé. Đưa đây bà mở ra, bà mở ra cho con cầm đi cho bà mở ra. Bà mở ra. Đó, một em bé rất là dân. Đó, đây bé cũng đến cũng dừng. Con lấy nó, con bỏ cho thầy. Rất là ngoan. Dạ, bên đây cũng đầy luôn. Dạ, cứ nhận cho bé. Con nhận để cho bé. Dạ. Đi học mà con. Đây, xóa. Cho dạ, bữa này còn rộng thay. Con để dạ. Con ngoan nha. Nhớ nghe lời cha mẹ. Rồi sống hiền nha. Ngoan, nghe lời cô giáo. Rồi để cho bạn bè là... hòa thuận, nghe được ngoan quá.
đây là tuyệt vời mọi người, tuyệt vời, lời chúc của sư rất là ý nghĩa. Sư đi vậy là đúng á, chứ ngồi chỗ là mấy người khóc thật, khóc thật sư nè. Dạ. Rồi, thì hai sư cũng đi được khất thực ở đây cũng rất là hữu duyên. Cô xin chúc cô và gia đình chúc mấy anh em nó có sức khỏe đi theo. Mấy người này nè, tôi lên mạng tôi coi hoài đó. Dạ. Những hòa. Dạ, cảm ơn cô. Không, xuống cái nhà gần đây rồi đi về rồi. Bây giờ thầy quay trở lại khắp mọi người. Sau khi khất thực xong thì hai thầy cũng là đi về mọi người nhé, để quay trở lại. Chắc cũng lâu lắm là mọi người mới thấy được hình ảnh các thầy, các sư đi khất thực đó mọi người. Trước đây thì cùng với thầy Minh Tuệ thì cùng với các sư khác đi khất thực rất là nhiều nhà. Hôm nay ở đây thì cũng có hai sư thôi. Tất sư đặc biệt là sư Minh Tuệ và hai sư ạ. Vâng, con thì cũng rất là hạnh phúc khi được người dân hoan hỷ, rồi là xin vào Phật pháp, rồi con cảm thấy rất là hạnh phúc và với tấm lòng là con rất là biết ơn con biết ơn Phật, rồi con biết ơn tất cả mọi người đã trợ duyên cho đồ ăn thức uống cũng như là y phục. Đấy. Thì với tấm lòng biết ơn và con nhận thấy là rất là hạnh phúc và hoan hỷ và cảm ơn sư nhà Phật. Vâng. Bây giờ sư đi khất thực xong rồi thì sư sẽ chắc là kiếm chỗ nào đó để thọ thực đó trong buổi sáng ngày hôm nay, chắc là quay lên bên trên cái chỗ đất trống đó các sư. Đây khu này trong làng mà không có người. Con cũng nguyện cầu cố gắng tu hành, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả mọi người phát tâm học theo những lời Phật dạy, rồi phát tâm tỉnh giác, rồi phá mê khai ngộ để tìm lại cái giá trị chân thật của cuộc sống của thân mình. Vâng, A Di Đà Phật.